Á hậu một Miss Universe bị xếp chung mâm với Ý Nhi, cộng đồng mạng phản ứng dữ dội, đỏ mặt vì lý do này. Á hậu người Thái Antonia Pausil vừa khoe giọng hát đã bị so sánh với Ý Nhi, làm dấy lên cuộc tranh cãi nảy lửa trong cộng đồng mạng, thậm chí có ý kiến cho rằng cô nàng hát như đọc thơ. Chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2023 khép lại chưa lâu, Antonia Pausil đã là cái tên phủ sóng khắp mạng xã hội khi giành được danh hiệu Á hậu một cao quý. Không chỉ ở quê nhà Thái Lan mà tại Việt Nam, cô nàng cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt không kém. Cùng với sự yêu mến ấy, cộng đồng mạng mới đây đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Á hậu Antonia Pausil trong một buổi phỏng vấn sau khi trở về Thái. Trong clip, cô xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, đội trên đầu chiếc vương miện Miss Universe Thái Lan 2023 lấp lánh. Ngoài những chia sẻ liên quan đến chặng hành trình chinh chiến quốc tế vừa qua, Antonia Pausil còn khiến netizen đứng ngồi không yên khi trưng trở giọng hát chay một đoạn trong bài hát Part of Your World nổi tiếng. Nhiều người đã bày tỏ sự ngạc nhiên vì Antonia vốn không phải là một ca sĩ nhưng lại sở hữu giọng hát khá ấm áp, mang đến cảm giác dễ chịu khi nghe. Cho những thế, Á hậu 1 Miss Universe 2023 còn ghi điểm với khả năng phát âm tiếng Anh cực chuẩn xác, chất giọng cũng như cách nhấn nhá câu từ cũng rất sang xịn. Dù đôi khi có quên lời, nhưng nhờ vào phong thái tự tin cũng như ứng biến thông minh của Antonia Pausil khi tương tác cùng với nữ MC đã giúp cho màn thể hiện của cô nàng hoàn thành một cách trọn vẹn. Tại phần bình luận dưới đoạn clip, đông đảo cư dân mạng đã dành lời khen cho giọng hát ổn áp, dễ nghe của Antonia Pausil. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng cách hát của nàng hậu người Thái giống với đọc thơ, thậm chí có người còn so sánh cô với cả Ý Nhi, tạo nên một luồng tranh cãi trên mạng xã hội. Dẫu vậy, một bộ phận khán giả đã nhanh chóng lên tiếng bênh vực và bày tỏ quan điểm rằng vốn không phải là ca sĩ cũng như màn hát chay của Antonia Pausil lên Ý Nhi trong những buổi phỏng vấn cũng chỉ mang tính chất góp vui, giải trí nên mọi người không cần quá khắt khe như vậy. Được biết, đây không phải là lần đầu người hâm mộ được nghe Antonia Pausil phô diễn giọng hát của mình. Bằng chứng là trong quá khứ, nàng hậu đã từng cầm micro trình diễn vô cùng tự tin trên sân khấu và nhận được nhiều ý kiến tích cực. Trở về Thái Lan sau hơn nửa tháng mang chung đi đánh xứ người, người đẹp 27 tuổi vụt sáng thành ngôi sao hàng đầu xứ chùa vàng. Dù khá tiếc nuối vì không đạt được ngôi vị cao nhất của Miss Universe 2023, nhưng nàng hậu vẫn là niềm tự hào của đông đảo fan sắc đẹp ở quê nhà. Vài giờ trước, hình ảnh Antonia Pausil cầm trên tay một chai nước có hình dạng khó đỡ đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn sắc đẹp. Chưa dừng lại ở đó, nàng hậu còn cười tươi tắn khi chụp ảnh cùng sản phẩm làm người xem phải ngượng đỏ mặt. Chưa rõ hình ảnh được chụp vào lúc nào, nhưng nhiều fan đã ngã ngửa trước độ hài hước và lầy lội của cô. Đáng chú ý, trong buổi phỏng vấn cách đây chưa lâu, Antonia đã tiết lộ bản thân kiếm được khoảng 21 triệu bạt, hơn 14 tỷ đồng sau 2 ngày làm việc kể từ khi về lại Thái Lan sau Miss Universe. Điều này khiến nhiều người không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ. Dự kiến lịch chạy show của nàng hậu sẽ kéo dài đến hết năm sau. Đặc biệt không chỉ dừng lại ở danh hiệu Á hậu, người đẹp sinh năm 1996 còn mong muốn trở thành một diễn viên và hứa hẹn sẽ tham gia diễn xuất trong thời gian tới. Trước khi đến với đấu trường nhan sắc khắc nghiệt nhất hành tinh Miss Universe, Antonia Pausil là một diễn viên người mẫu tại xứ chùa vàng. Cô sở hữu nét đẹp lai giữa hai dòng máu Đan Mạch và Thái Lan. Năm 2019, người đẹp xuất sắc đăng quang Miss Supranation và là đại diện đầu tiên đến từ Thái Lan đoạt ngôi vị cao nhất tại cuộc thi này.